thử thách ăn hai cái bánh wrap sầu riêng coi hết không nha. Mời mọi người. Thật là một cái điều đáng trách khi mà Trúc ăn nãy giờ nửa cái bánh rồi, Trúc chưa mở micro mọi người. Thì bây giờ Trúc bắt đầu làm lại nha. Thử thách ăn hai cái bánh wrap sầu riêng coi hết không nha. Mời mọi người. Mình ăn nãy giờ được nửa cái rồi mà tại vì mình không có mở micro á, nó không có tiếng. Lát Trúc sẽ cho mọi người coi lại cái đoạn đầu nha. Béo. Bánh này Trúc phải nhờ em Trúc ở dưới Sài Gòn á, nó mua nó mang lên cho Trúc á. Ở trên Đà Lạt Trúc tìm không có bánh này. Tới lúc nó mua nó giao là cái bánh kiểu như cấp đông á mọi người. Thì Trúc mới biết là à bây giờ người ta cấp đông bánh và người ta giao toàn quốc được luôn. Chứ trước giờ là cứ tưởng là mình phải ở gần gần mình mua á, tại vì cái bánh này á mang về nhà là mọi người phải giữ lạnh rồi mọi người ăn nó mới ngon. Giờ người ta giao toàn quốc luôn rồi, có bà Trúc bà không biết. Cái cục sầu riêng nó bự. Để coi ăn hết hai cái không nha. Dễ gì. Cái bánh này á, người ta dùng sầu riêng nguyên chất đó mọi người. Cứ một lớp sầu riêng, rồi một cái lớp kem và một cái lớp vỏ bánh. Nhìn nó có màu xanh nữa nè. Màu xanh này chắc là lá dứa. Còn cái màu vàng của cái vỏ bánh này á, thường Trúc nhớ là người ta làm bằng cái quả dành dành. Chứ không biết quả đó, chỉ nghe cái tên thôi à. Nhà chúng cái chỗ mà nó có sầu riêng đã lắm. Mình thì mê ăn sầu riêng.
Gần tới đích rồi. Mọi người nhìn nè, sầu riêng nó có nguyên sớ luôn nè, sầu riêng nguyên chất nha. Cái này chắc người ta đổ đổ bột, đổ vỏ bánh bằng máy á mọi người. Hoặc là nếu làm thủ công thì chắc là cũng phải điêu luyện lắm, làm thường xuyên lắm đó, cái bánh nó mới đều và nó đẹp như vậy. Ở đây có ai đang coi video mà là cái người mà làm bánh rếp này không? Comment cho chút biết chứ. Vậy là Trúc đã không thành công khi thử thách ăn hai cái bánh rét sầu riêng, nhưng mà Trúc thấy Trúc ăn một cái bánh rét cũng là dữ dội lắm rồi đó. Ở đây có bạn nào ăn được hai cái bánh không, comment cho Trúc biết ha. Cảm ơn mọi người đã xem video, và những bữa sau thì Trúc sẽ tìm những cái loại bánh khác nữa Trúc thưởng thức và Trúc giới thiệu cho mọi người ha. Cảm ơn cô em gái đã mua bánh rét sầu riêng mang lên Đà Lạt cho chị Trúc, và cũng như cảm ơn những ai đã tạo ra cái món bánh rét này rất là ngon, rất là đẹp và rất là dễ thương. Cảm ơn mọi người, còn bây giờ thì hẹn mọi người vào video sau. Bye bye.